Rất cảm ơn quý vị đã vào những băng tần 14.6 của đài truyền hình Việt Mỹ TV. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, Fujifilm Nhật Bản sẽ sản xuất hàng triệu bộ xét nghiệm COVID-19 tại Việt Nam. Tập đoàn Fujifilm Nhật Bản cho biết sẽ sản xuất các bộ xét nghiệm COVID-19 tại Việt Nam để bán ra trên toàn thế giới, theo tờ Kyodo News loan vào ngày 12 tháng 12 dẫn phát biểu của một vị lãnh đạo. Vị đại diện tập đoàn này cho biết sẽ đầu tư vào công ty Fujifilm Yuma Medical Products tại Việt Nam từ năm 2021 cho đến tháng 4 năm 2022 nhằm sản xuất 2 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 mỗi tháng để xuất khẩu trên phạm vi toàn cầu. Fujifilm khẳng định bộ xét nghiệm này sẽ phát hiện kháng nguyên của virus corona chủng mới dễ dàng và nhanh chóng. Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Phát triển Châu Á, gọi tắt là ADB, và chính quyền Cộng sản Việt Nam vào ngày 22 tháng 12 đã ký kết hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 5 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ của Việt Nam phục hồi sau COVID-19. Được biết, khoản viện trợ 5 triệu đô la hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam là từ Quỹ Sáng kiến Tài chính dành cho nữ doanh nhân WeFi. Khoản viện trợ này, theo ông Andrew Jeffries, giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết, sẽ tài trợ cho dự án cứu trợ COVID-19 cho các DNVVN do phụ nữ làm chủ, với mục tiêu khuyến khích các ngân hàng tham gia ở Việt Nam tái cơ cấu những khoản vay hiện thời hoặc mở rộng các khoản vay mới. Và thêm người bị bắt với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Thưa quý vị, vào hôm 22 tháng 12 năm 2020, Công an Cộng sản Việt Nam quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam bà Lê Thị Bình với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại Điều 331 của Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bà Lê Thị Bình có nick Facebook là Ngọc Lan Cần Thơ, là em gái của cựu tù nhân lương tâm Lê Minh Thể, bị án tù 2 năm với cùng tội danh và vừa mãn hạn tù hồi tháng 10 năm nay. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ 5 ngày sau khi vụ tạm giam nhà báo Trương Châu Hữu Danh cũng tại Cần Thơ và cùng tội danh nêu trên. Anh Nguyễn Chí Thành, con của bà Lê Thị Bình, kể lại vụ việc. Bà Bình đã bị bắt giữ với đài Á Châu Tự Do rằng, hồi sáng mẹ đang đi công việc, giao cà phê gì đó thì đã bị chặn lại, rồi công an đem đi. Cái anh chở mẹ em đi mới gọi cho biết là mẹ em đã bị bắt rồi. Lúc em về nhà thì có một tốp công an với một ông bẻ khóa và một cái bà gì đó vô lục tung nhà em lên, khiến cho bể hình. Người ta kêu em ký vô giấy kiểm soát nhà, có mẹ em chứng kiến. Em cứ tưởng là mẹ em có ở nhà rồi, bà đi rồi hay sao đó cho nên em mới ký. Lúc đó là chưa có ai gọi thông báo gì cho em là mẹ em đã bị bắt. Và theo anh Thành thì bà Lê Thị Bình hiện bị giam ở trại giam công an thành phố Cần Thơ mà người dân hay gọi là trại giam Long Tuyền. Ông Lê Minh Thể cũng cho hay từ khi ông mãn án tù về thì căn dặn em gái mình là đừng tiếp tục chia sẻ thông tin gì để gây bất lợi. Lừa đảo đưa người đi Canada du học lấy gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Cảnh sát hình sự Công an Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình vào ngày 22 tháng 12 cho biết vừa bắt một người đàn ông có lệnh truy nã đặc biệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên tới gần 2 tỷ đồng, thưa quý vị. Truyền thông loan tin cho biết, người bị bắt có tên là Hồ Xuân Ân, sinh năm 1980. Người này hứa hẹn sẽ đưa người đi du học ở Canada sau khi nhận tiền của 15 người ở Quảng Bình với số tiền gần 2 tỷ đồng. Thì Hồ Xuân Ân đã bỏ trốn và đã bị bắt vào ngày 16 tháng 12 tại thành phố Cần Thơ. Kết quả điều tra từ tháng 5 năm 2018 cho đến tháng 11 năm 2019, ông Hồ Xuân Ân là giám đốc công ty du học du lịch Âu Mỹ Úc có chi nhánh tại Sài Gòn, đã hứa hẹn là hướng dẫn làm thủ tục đưa người đi du học tại Canada. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Hồ Xuân Ân đã không thực hiện và cao chạy xa bay. Vào ngày 2 tháng 7,
Công an Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố Hồ Xuân Ân về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và quyết định truy nã toàn quốc đối với Hồ Xuân Ân. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của đài truyền hình Việt Mỹ TV trên băng tần 14.6. Hoàng Dung xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày thật bình an, thật hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin kính chào, tạm biệt quý vị.